Xin chào đại gia đình đang đến với kênh của Lợi nha. Bữa nay là ngày đám giỗ nè cả nhà. Dạ Lợi đang chuẩn bị như này là nướng vịt đúng không em? Đây là con vịt. Giờ Lợi đang bằng lông để chút xíu nữa mình ốp để mình nướng á cả nhà. Giỡn công thức cũ. Em làm món nào trước? Nướng vịt trước tại nướng vịt lâu. Thịt thì em kho ngày qua rồi, trong thời gian nướng vịt thì xào bún. Xào bún với nấu vịt nấu chao. Vịt nấu chao hả? Để ra coi mọi người đang làm cái gì nha. Giờ mình chặt thịt. Chị Ba Lợi thì đang chặt thịt nha. Chặt thịt đang Úc nấu gì đây? Vịt nấu chao á chị. Ủa giờ em luộc huyết hả bà? Rồi ba cái ớt chua này có cần sắc gì không? Có, cái đó sắc gì như sợi sợi ra để xào bún quá, xào miếng quá. Đây. À, chị ba. Chắc sợi sợi không hả? Còn cái này là bào đúng không em? Cà rốt nè, lấy bằng bào bào đúng không? Rồi sợi luôn để lát cho chị mình xào miếng á. Nhớ hủy xào mì vậy đó chị. Bằng bào đó rồi, em thấy không? Con vịt này thì vợ Lợi đang treo lên để cho nó ráo, chút xíu nữa mình ướp đó cả nhà. Nấm mèo nữa nè. Nấm mèo để nhét cho bụng vịt đúng không? Đây là giai đoạn ướp vịt để chút xíu nữa mình nướng cả nhà. Nay biết làm rồi vậy giờ dễ lắm cả nhà. Không có lộn cộng như lần đầu nữa. Giờ khỏi mua vịt qua nhà em mình nướng dễ ra mỡ không ngán nữa. Vịt bự vậy chứ chút xíu cả nhà nhớ xem nha, nó chảy mỡ ra ráo à. Vịt nó teo lại còn nhỏ xíu. Tắt mèo nhiễm giùm em đi chị. Giờ tắt cái nhét vô bụng luôn. Đây là nấm mèo. Tèo gọt khúc gừng cho sát nhiễm luôn con gừng nữa. Em có mua hành không? Đầy đủ. Chị Ba đang xào lòng nha cả nhà. Xào để xào hủ tiếu. Làm hủ tiếu á hả? Ừ. Miếng xào miếng miếng. Còn em làm gì trong đây? Ớt vịt nấu chao hả? Nhìn đẹp mắt quá ha. Ủa không có làm hủ tiếu mà mình xào miếng hả em? Miếng có miếng nè, xào miếng luôn, cẳng nó có. Mấy cái rau này chắc để ăn vịt nấu chao đúng không? Còn gót chuông này em sắt ra để làm cái gì? Còn miếng nữa hả? Cải với cải. Con vịt này thì đang trong giai đoạn là nướng nha cả nhà. Cả nhà cũng nhớ lưu ý là cái lửa là 180. Thời gian là 80 phút nha cả nhà. Nướng một con vịt 20 phút chúng ta sẽ lấy ra, chúng ta sẽ quét mật ong với lại giấm lên để cho da nó giòn và nó được thấm con vịt cho nó ngon ngon chút. Bây giờ ghi tên ba trên đây hả chị? Ghi tên ba. Bữa nay nó dỗ ba thì có mua cho ba một bộ đồ nè, bộ đồ mới. Có điện thoại iPhone rồi, dầu khơm rồi, đồ cạo rau vàng dòng cháo báo một thòn hút hút rồi. Để xuống dưới cho ba thay đồ mới ba mặc.
Bây giờ lại sẽ ghi ta ủa ghi thẳng lên cái áo luôn hả chị? Hai ghi bề trong đi chứ. Không có lệ cái giá cho ba lên thiên đàng. À, ghi năm sinh hả chị? 1954 đúng không chị? Địa chỉ 1-19A ấp Hồi Sơn. Thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long An. Mình cũng vậy thôi chứ mình mong là ba đã đi lên thiên đàng và ba đã đọc hai thành một kiếp khác rồi hả chị? Đúng rồi. Tưởng niệm vậy thôi chứ mình cũng mong ba mình được lên thiên đàng và đi đọc hai lại một kiếp khác, hai bộ đồ với lại vàng và tiền bạc này đó. Rồi chứ mình để lên bàn thờ sao chị? Để lên một chút cái cúng xong có chiều rồi đó. Cho bà mọi người sẽ ăn nó đây chị Hai Lợi đang cúng giái ông bà tổ tiên. Đang làm à. Đó. Chết cha rồi. Bự quá, không được, học lại. Đây. Đi không? Đi không, bỏ lại. Đó. Có anh Tư về nữa nè con. Được không? Không ổn được chạy. Trời đất cơ, em là ngày xưa thợ cắt tóc. Đó nè. Ok. Đó, thấy chưa? Cắt mình phải điêu luyện đồ nè. Quay luôn. Đó, giống vậy luôn. Rồi danh vậy nha. Ừ. Ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh. Mới về sáng. Trời ơi. Giờ mới thấy hả? Đang nấu sao á? Từ giờ cái nhà biết không, không có ai mở tiệm hút tóc trơn á, tóc của Vy nó dài quá trời rồi. Dạ. Để cho Út hết độc đáo luôn á. Có tặng nón không Út? Nói cho biết mừng coi. Hớt tóc có tặng cái nón nha con. Hớt tóc là được khuyến mãi cái nón. Nghe Vy nha, hớt tóc là con sẽ được tặng một cái vậy nón. Vậy mà Vy không tin tưởng mẹ, không cho mẹ hớt, để Út hớt thấy không? Trời ơi, hồi cho tôi nháp cái lỗ tai nha. Không có ăn lỗ tai heo đâu nha. Có gỏi rồi. Có quay trước rồi. Đó. Gì coi. Để cái trước chị hát cho. Cái lượt đó rồi. Giỡn hoài. Hát lên ớ vậy đó.
bà cứ quả tay ngâm giấm. Sao tự nhiên bên kia cắt được, bên đây sao kỳ ta? Đó. Rồi. Tóc mái trước hơi dài nha. Mình sẽ hát hết theo kiểu xô lê ngố nha. Nhắm mắt lại. Mình phải làm cho tóc nó tư tư ra như này cả nhà. Đó, sao đây à? Đó, chút xíu như chó cạp nó chết nè. Ồ, hết cân liền hết chưa? Trời ơi, sao hết còn mấy cọng chỉa lên kìa vậy? Rồi cây đó chưa út hết cũng được bộ giỡn hoài. Để mày tháo dưới bên phải hợp hả con? Nhìn giống dượng quá. Kéo tay không? Bên đây nè. Này. Ok. Căng cái giờ chưa? Căng cái giờ chưa? Rồi ok. Được chưa má? Tóc dính miệng lum luôn rồi. Đó sao? Cảm ơn nữa. Sao không nói nên lời vậy? Này, dễ thương cho cả nhà. Cận cảnh vô người ta. Đó. Bên máy ngố.
Ok, xong rồi cả nhà ơi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới tiếp nha. Cũng được, cái đó lại xấu đúng không? Đây là rau câu mà vợ lại đổ nó kêu là sơn tinh thủy tinh gì nè. Sơn thủy. Trời ơi. Anh thích nhất ăn cái phần màu trắng, tại vì phần màu trắng với cúc dừa đúng không? Đúng rồi. Siêu béo. 2 4 5. Chưa năm nào mà đám giỗ vắng vẻ như năm nay hết cả nhà. Năm nay là trong nhà không mà không có mời ai luôn á. Đẹp quá vợ. Mời thì 15 triệu. Mời thì bị phạt hả? Mày chắc phải lấy cái bàn bọc bọc lại không? Làm từ sáng giờ đầu tóc bù xù hết rồi hả vợ? Sáng này mấy giờ đi chợ vợ? 6 giờ sáng. Nấu được món vịt nấu chao rồi hả? Đúng rồi, sắp xong rồi. Thơm quá cả nhà ơi. Rồi xong rồi mình sẽ múc lên mình cúng nha. Xào hủ tiếu chưa? Rồi xong hết rồi, giờ chờ con vịt nữa. Chờ con vịt nữa ha. Cái này đó em múc ra ăn tô gọn gọn để cúng. Thịt này là qua kho mình còn để nước nhiều nhiều đó cả nhà. Bây giờ mình hâm lại cho nó sát xuống một chút nữa ha. Cho nó nước lại. Thôi clip của em xin tạm dừng nha. Hẹn cả nhà mình ở clip sau nha. Bye bye. Xin chào cả nhà.